Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau gửi văn bản đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, phản hồi về phát ngôn không biết luật thì về U Minh mà sống. Ông Hải nói gì? Trao đổi với phóng viên, sáng ngày 28 tháng 9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho biết ông chưa đọc văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau. Ông Hải nói, thư ký của tôi thông tin có nhận được văn bản này, nhưng giờ này tôi vẫn đang họp và chưa đọc được nội dung của văn bản đó. Ông Hải cho biết sau khi tiếp nhận văn bản, ông sẽ có văn bản phản hồi lại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau và phát ngôn của mình. Thật tình, tôi không có ý gì với người dân U Minh thân thương cả. Tôi chỉ muốn dùng hình tượng luật rừng để nhắc nhở các tài xế phải chấp hành luật khi vi phạm pháp luật thôi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, cũng theo ông Hải, gần một tháng công khai số điện thoại, ông đã nhận được hơn 4.000 tin nhắn động viên, khích lệ, ủng hộ của người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đồng thời cũng có gần 40 tin nhắn đe dọa của các đối tượng bị đoàn công tác liên ngành xử phạt. Tối 27 tháng 9, dù trời mưa lớn, nhưng đoàn công tác liên ngành do ông Hải dẫn đầu vẫn đi xử lý các hàng loạt ô tô vi phạm vỉa hè, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Văn Thủ, Hoàng Sa, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quý Khách, Trần Quang Khải. Đã có tài xế đậu xe trên vỉa hè trên đường Trần Khánh Dư để vào quán ăn một tô phở, bị phạt tới 700.000 đồng. Ông Hải cho biết, từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đã lập biên bản xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, trong đó tập trung các lỗi vi phạm lấn chiếm vỉa hè về buôn bán, đậu ô tô trên vỉa hè. Ông Hải cũng cho biết sẽ tiếp tục đi kiểm tra để tình trạng ô tô không đậu trên vỉa hè ở quận 1 nữa.